Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Vũng Tàu cũng đã tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hơn 200 đại biểu là các cựu chiến binh, thương binh, đại diện các doanh nghiệp cựu chiến binh tham dự buổi họp mặt. Các đại biểu và cựu chiến binh thành phố Vũng Tàu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu nhấn mạnh, những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn ghi nhớ công lao to lớn của lớp lớp cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Từ đó, biến lòng biết ơn trở thành những việc làm thiết thực nhằm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và không ngừng nỗ lực cố gắng trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Đến nay, thành phố đã xét và đề nghị nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 128 mẹ, Thành phố đang quản lý chăm lo cho khoảng 11.000 đối tượng chính sách trợ cấp thường xuyên hàng tháng trên 2.100 người với tổng kinh phí hàng năm gần 50 tỷ đồng. Trong không khí ấm cúng đầy xúc động của những ngày tháng 7, tháng tri ân người có công, các đại biểu là những cựu chiến binh, thương binh, đại diện các doanh nghiệp đã cùng tọa đàm, giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm không thể nào quên trong những ngày tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chia sẻ lan tỏa thực hiện phong trào đền ơn tháp nghĩa trong đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân